Kính chào quý khán thính giả chương trình điểm báo của TV Tuần San, phát hình từ thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi. Sau đây là bài viết của Lê Dũ Chân trên mạng Dân Làm Báo, cũng là lời kêu gọi của mọi người dân yêu nước, quốc nội cũng như hải ngoại. Quân đội nhân dân hãy đứng ra cứu nước. Kính thưa quý vị tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trung Cộng không thể xâm lược Việt Nam bằng vũ lực và con đường duy nhất mà họ phải đi là sử dụng Đảng Cộng sản Việt Nam làm công cụ xâm lược. Do vậy, âm mưu thôn tính nước ta của Trung Cộng thành hay bại trong giai đoạn này dứt khoát không phải do quyết tâm của giới cầm quyền Bắc Kinh, mà do Đảng Cộng sản Việt Nam có còn tồn tại trên cương vị lãnh đạo nước ta để làm tay sai cho họ hay không. Đọc lại lịch sử nước ta, chắc quý vị cũng thấy rằng trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước của dân mình, không có thời đại nào người dân Việt Nam không phải đổ máu để bảo vệ Tổ quốc trước âm mưu xâm lấn của kẻ thù phương Bắc. Âm mưu thôn tính Việt Nam của họ chưa bao giờ ngưng nghỉ, và ngay cả ngày hôm nay khi Tập đoàn Cai trị Cộng sản Việt Nam đã cam tâm tình nguyện làm đồng chí, làm anh em hoặc lên tiếng thừa nhận bên ni biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê hương với họ. Sau hơn 64 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đang lâm nguy, Tổ quốc chúng ta có nguy cơ bị xóa tên trên bản đồ thế giới để trở thành một phần lãnh thổ của nước láng giềng Tàu Cộng, dân tộc chúng ta có nguy cơ bị Hán hóa. Hơn ai hết, quý vị, nhất là những lãnh đạo cấp cao trong quân đội, dù không nói ra nhưng không thể chối cãi sự thật phũ phàng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã giao đất nhượng biển đảo của Việt Nam cho Tàu Cộng. Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh mất chủ quyền quốc gia về tay Tàu Cộng. Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bán đất tài nguyên quốc gia cho Tàu Cộng. Thứ bốn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trao vai trò chủ đạo nền kinh tế quốc dân vào tay Tàu Cộng. Thứ năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở đường hán hóa dân tộc Việt Nam cho Tàu Cộng. Kính thưa quý vị, để tránh một cuộc đổ máu tương tàn giữa người Việt Nam quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ dân tộc và bè lũ tay sai của Tàu Cộng là Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi thiết tha kêu gọi quân đội nhân dân Việt Nam hãy đứng ra nhận lấy nhiệm vụ lịch sử, phế bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên đất nước chúng ta. Nhân dân ủng hộ quý vị, Tổ quốc ghi ơn quý vị. Ngày 4 tháng 7, 2018, Lê Dũ Chân. Thưa quý khán thính giả, với mục đích mở rộng thông tin để mọi người, nhất là người trong nước, được biết chuyện gì đang xảy ra trên quê hương mình, khi nhà nước độc tài Việt Nam không tôn trọng tự do báo chí, TV Tuần San mở thêm mục điểm báo từ những bài viết trên báo chí Việt ngữ để rộng đường dư luận. Do đó, những bài viết mà chúng tôi đọc từ các báo khác không nhất thiết phản ánh quan điểm của TV Tuần San. Cùng với lời kêu gọi quân đội nhân dân hãy đứng ra cứu nước của mạng Dân Làm Báo, chúng tôi xin đọc bài xã luận của báo giấy TV Tuần San phát hành vào ngày thứ Tư 25 tháng 7 tuần này với tựa đề Khúc quanh lịch sử Việt Nam, yêu nước hay yêu đảng? Người ta thường cho rằng khi một nước đã rơi vào tay Cộng sản thì đất nước đó sẽ mãi nằm dưới sự cai trị của họ. Chuyện này chỉ đúng một phần, có điều là lâu hay mau, chậm thì như ở Liên Xô, kéo dài đến 74 năm, nhanh cũng phải gần nửa thế kỷ như ở các nước Đông Âu. Thế giới hiện chỉ còn 4 nước Cộng sản, trong đó Tàu Cộng kéo dài 69 năm và Việt Cộng cũng được 64 năm. Nhưng hai ông anh em sinh đôi này đã diễn biến từ bần cố nông vô sản quá độ lên tư bản đỏ. Do đó chỉ còn duy trì tính độc tài chuyên chế, mà Tàu Cộng còn mạnh thì Việt Cộng vẫn tồn tại kiểu ăn theo, dù phải bán hay nhượng một phần đất và biển đảo cho Tàu Cộng. Người ta, nhất là người Việt Nam, thường cho rằng quân đội không bao giờ đứng lên lật đổ chính quyền Cộng sản vì niềm tin và quyền lợi của họ. Thật vậy, người Cộng sản tin vào chủ nghĩa Cộng sản và lãnh tụ như người ta tin vào tôn giáo và thần thánh. Nhưng hơn niềm tin tôn giáo, quyền lợi và chất keo ràng buộc các đảng viên trung thành với đảng. Tuy nhiên, hiện nay niềm tin hay lý tưởng Cộng sản đã bị xói mòn qua 100 năm trải nghiệm với bao nhiêu xương máu chồng chất trên quê hương cách mạng tháng 10. Quyền lợi chia không đồng đều cũng gây ra bất mãn, nhất là khi kinh tế suy sụp, dân khốn khổ thì một nhà nước chuyên chính tiên phong như Liên Xô đã phải sụp đổ vào năm 1991. Liên Xô sụp đổ vì tình hình đã chín mùi do sự bất mãn lên đến cực điểm, nhưng sẽ không thành công nếu không có quân đội hậu thuẫn. Hồng quân của nhà nước sắt máu đã đứng về phía nhân dân đòi hỏi tự do,
xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản, loại trừ quyền lãnh đạo duy nhất của cộng sản là chuyện có thật chứ không phải mơ, cho nên hiện nay người dân Việt Nam đang ấp ủ giấc mơ đó. Có người cho rằng các tướng lãnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam là những đảng viên cao cấp trong Trung ương Đảng và cả Bộ Chính trị, thì làm sao họ có thể thay đổi chế độ hay lật đổ chính họ? Trong bất cứ quốc gia nào, công an và quân đội là những lực lượng bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền lãnh thổ. Công an, cộng sản giữ gìn trật tự bảo vệ an ninh cho dân, nhưng cũng là thành phần sách nhiễu đàn áp và bóc lột dân nhiều nhất. Quân đội có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, do đó không trực tiếp hà hiếp dân như công an, mặc dù gần đây cũng bị mang tiếng trong những vụ mua bán đất quốc phòng, khiến họ không còn được kính nể như trước đây. Nhưng điều này không có nghĩa không có những vị tướng đáng kính trọng trong Quân đội Nhân dân. Bỏ qua quá khứ chiến tranh mà người quân nhân phải làm nhiệm vụ họ được giao phó hay bị bắt buộc phải làm, các sĩ quan cao cấp và tướng lãnh Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng có những vị có khả năng, tư cách và tấm lòng dù tuổi đảng cao, nhưng giữa đảng và đất nước họ đã chọn đất nước và dân tộc, trong đó có những vị phê bình đảng gay gắt hoặc trả lại thẻ đảng. Có những vị tướng quân đội đã tạo những ấn tượng tốt đối với nhân dân khi họ dám công khai lên tiếng trước sự ngông cuồng của Trung Cộng, chiếm đất đai biển đảo của Việt Nam và sự đớn hèn của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt qua vụ đảo Gạc Ma. Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ tại Trung Cộng, là một thí dụ. Ông đã gọi Đại tướng Lê Đức Anh là một tên phản quốc. Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm gọi vụ Gạc Ma là cuộc thảm sát của những sĩ quan tàu khát máu, chứ không phải là một cuộc hải chiến vì bộ đội Việt Nam bị trói tay bởi lệnh không nổ súng. Nhưng đáng nói nhất là việc Thiếu tướng Lê Mã Lương đã đứng đầu ekip thực hiện cuốn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử, phát hành cuốn sách vinh danh 64 bộ đội đã hy sinh ở Trường Sa năm 1988 và đã bán bản quyền phát hành bằng tiếng Anh ngữ khắp thế giới dù sinh mạng chính trị và bản thân ông bị đe dọa. Hành động của các vị tướng vừa kể cho thấy họ yêu nước hơn yêu đảng. Vì vậy, quân đội sẽ đứng về phía dân một khi thời cơ đến, không là ảo tưởng. Vấn đề là người dân phải đứng dậy, xuống đường đòi hỏi nhà cầm quyền giải thể thì quân đội mới có chỗ để cùng đứng chung. Tự do cũng có cái giá của nó. Ba Đình lộ hàng côn đồ, can phạm thú nhận tiếp tay mật vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bài của Dân Làm Báo. Mặc dù mọi người trong và ngoài nước đều biết rằng cái gọi là Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú chỉ là màn kịch lừa đảo của Ba Đình, nhưng với lời nhận tội của bị cáo Nguyễn Hải Long, bộ mặt côn đồ của chế độ Cộng sản Hà Nội đã chính thức bị phơi bày trước dư luận quốc tế. Tại phiên tòa ngày 17 tháng 7 tại Berlin, bị cáo Nguyễn Hải Long nhận tội là đã tham gia việc với cơ quan tình báo Việt Nam để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Vai trò chính của Long là mượn 3 chiếc xe từ Cộng hòa Séc để đem sang Berlin nhằm phục vụ cho chiến dịch đem quân bắt cóc xứ người. Nguyễn Hải Long cũng thú nhận trước tòa là đã tham dự buổi tiệc ăn mừng chiến thắng do Trung tướng Công an Đường Minh Hưng khoản đãi tối 23 tháng 7 2017. Đường Minh Hưng hiện đang là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an và đã từng được Tập đoàn Ba Đình phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trung tướng gọi là anh hùng này đã đích thân đến Berlin để chỉ đạo toàn bộ phi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, bất chấp mọi vi phạm đối với những quy tắc ứng xử ngoại giao, căn bản là vi phạm trầm trọng luật pháp của nước Đức. Hiện nay, Tổng công tố Liên bang Đức đã tiến hành việc điều tra Đường Minh Hưng về những hành vi vi phạm luật pháp tại nước Đức trong việc có mặt và trực tiếp chỉ huy bắt cóc người tại Berlin. Qua việc thành khẩn khai báo trước tòa này, Nguyễn Hải Long có thể được giảm án từ 7 năm rưỡi tù giam xuống còn 3 đến 5 năm tù giam. Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và 3 nhân viên tòa đại sứ Việt Cộng tại Berlin đã dùng quyền miễn trừ ngoại giao để từ chối không có mặt tại tòa để làm nhân chứng. Thế là màn kịch Trịnh Xuân Thanh đầu thú chính thức chấm dứt. Và sau Nguyễn Hải Long nhận tội sẽ là gì? Trích một đoạn của ký giả Thiền Lâm từ báo Kali Today. Vào tháng 12 năm 2017, công tố Đức đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với Đường Minh Hưng, Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh thuộc Bộ Công an Việt Nam, một nghi can tham gia đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Đức. Lời thú tội của Nguyễn Hải Long, một nghi can tham gia đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Đức.
tại tòa thượng thẩm Berlin vào ngày 17 tháng 7 2018 càng thúc đẩy mau hơn và mạnh hơn những quyết định tiếp tới của ngành tư pháp Đức để chế tài Việt Nam, kể cả việc phát thêm lệnh truy nã quốc tế đối với vài gương mặt quan chức cao cấp nào đó thuộc công an Việt Nam. Trong bối cảnh Hà Nội vẫn chưa có bất kỳ một động tác xin lỗi và cam kết không tái phạm nào trước người Đức. Chỉ 3 ngày sau vụ Nguyễn Hải Long nhận tội, chính phủ Cộng hòa Czech đã quyết định tạm ngưng tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích lao động và kinh doanh đối với công dân Việt Nam, theo thông cáo đăng trên trang web của Đại sứ quán Cộng hòa Czech tại Hà Nội ra ngày 20 tháng 7, 2018. Và tháng 6 năm 2018, cựu Ngoại trưởng Czech Lubomír Zahradník đã cáo buộc Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu của nước ông. Điều trớ trêu là Czech lại là quốc gia được chính thể Cộng sản Việt Nam xem là thân thiết nhất. Tin mới nhất theo Thời báo Đe, hôm qua 26 tháng 7, 2018, Tòa Thượng thẩm Berlin đã tuyên án 3 năm 10 tháng tù cho Nguyễn Hải Long phạm tội hoạt động gián điệp và hỗ trợ mật vụ Việt Nam đột nhập lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Đức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Bà chánh án chủ tọa phiên tòa đã mời cả phòng xử đứng lên nghe đọc bản tuyên án kết tội Nguyễn Hải Long trong đại án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và cô Đỗ Thị Minh Phương. Bản luận tội với trên 20 trang được tòa đọc sau đó gần 90 phút đã miêu tả rất chi tiết về tình hình chính trị Việt Nam sau Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12. Phe có đường lối cởi mở thân phương Tây, đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị thất thế trước phe cực đoan thân Trung Quốc mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau đó, những người thân với cựu Thủ tướng Dũng bị thất sủng và truy bức bằng những thủ đoạn khác nhau. Ông Trịnh Xuân Thanh là một trong những người này. Đây cũng là nguyên nhân mà ông Trịnh Xuân Thanh đã phải chạy trốn khỏi Việt Nam để tránh bị trừng phạt. Tử hình Đặng Văn Hiến và cú lừa đáng tổng của bạo quyền chuyên chế. Bài của Trần Tiến Dũng, báo Người Việt. Hôm 12 tháng 3 năm 2018, Tòa án chế độ Hà Nội tuyên y án tử hình anh Đặng Văn Hiến, người nổ súng chống cưỡng chế đất ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, làm 3 người chết, 13 người bị thương. Từ bản án bất công này, dư luận nhớ lại những vụ án người nông dân nổi dậy chống lại nhà cầm quyền cướp đất như vụ Đoàn Văn Vươn, Đồng Tâm, v.v. Thật không thể nhớ hết từ năm 1975, sau gần nửa thế kỷ áp đặt sự cai trị với thứ luật đất đai phi nhân, chế độ Cộng sản tại Việt Nam đã tuyên bao nhiêu bản án xô đẩy người nông dân vào tử lộ. Về án tử hình dành cho nông dân Đặng Văn Hiến, người nông dân này đã bóp cò súng giết chết đám sai nha thừa lệnh đảng và tư sản đỏ xông vào dùng vũ lực cướp đất của ông. Tất nhiên ông giết người là sai, nhưng vì sao người nông dân chân chất này lại liều lĩnh dùng bạo lực? Đó là sự phản kháng cuối cùng của một con người bị dồn vào chân tường không lối thoát. Không ai có thể thản nhiên đứng nhìn những tài sản của mình bị phá cướp. Không ai chấp nhận tương lai của gia đình bị cùng quẫn. Những phát súng của Đặng Văn Hiến là bi kịch của người phản ứng tự vệ, quyết liều mạng cố giữ lấy mảnh đất sinh tồn cho mình và gia đình. Thái độ và hành động đó khó tránh được. Đã vào đường cùng, lối thoát duy nhất của họ là chống trả vì họ không còn tin vào công lý, tin vào thứ luật đất đai gọi là sở hữu toàn dân, nhưng thực chất là sở hữu của đảng và đám cường quyền ăn theo đảng. Thảm kịch của người nông dân và các gia đình sai nha bị người nông dân này giết là bằng chứng cho thấy khi quốc thổ bị đảng chiếm đoạt thì công lý về quyền sở hữu công dân không hề tồn tại với đất nước và dân tộc này. Nếu là người sống trong nước, không ai còn lạ việc hệ thống tham quan và tầng lớp tư sản đỏ làm giàu từ đất đai, hay nói rõ hơn là sự cấu kết dựa vào luật đất đai của chế độ để phất lên. Thật mỉa mai thay cho cái gọi là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, trong khi thực chất toàn bộ quốc thổ Việt Nam là của Đảng Cộng sản Việt Nam, với vài triệu người đã chiếm lấy cả quốc thổ làm tài sản riêng. Gần đây, không kể đến vụ nông dân tự thiêu, các vụ tự vận vì mất đất mất nhà sau khi khiếu kiện hàng chục năm trời không kết quả. Chỉ cần vụ một đảng viên cấp cao ở Sài Gòn ngang nhiên đồng ý thực hiện thương vụ công ty Tân Thuận,
công ty của Đảng bán 32 hectare đất tại Phước Kiến, Nhà Bè cho công ty Quốc Cường Gia Lai thì biết bản chất quốc thổ Việt Nam đã bị cướp thành tài sản riêng, tùy tiện bán mua như thế nào. Thêm nữa, nếu nhìn thấu đáo thì việc ồn ào dư luận mất bản đồ hay thay đổi quy hoạch Thủ Thiêm đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh chỉ sau một chữ ký của quan chức cao cấp Đảng là thành dân vô gia cư, đến mồ mả ông bà cũng không có chỗ lưu vong. Dư luận rất đúng khi cho rằng hầu hết tài sản kinh khủng của cán bộ Đảng cao cấp, tài sản của các đại gia đỏ đều từ quốc thổ cướp đoạt hoặc đền bù với giá rẻ mạt mà có. Không kể phần đất đai, nhà của người dân di tản vượt biên bị đánh tư sản sau khi Đảng chiếm được miền Nam, thì toàn bộ tài sản quốc thổ của cả nước mà Đảng đoạt được từ tay người dân là vô số kể. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, thứ luật kéo dài hệ thống bất nhân khắp đất nước, thứ luật tạo mọi điều kiện cho bạo quyền, cường hào gây ra đau thương tang tóc cho lương dân. Hãy nhìn tất cả tư sản đỏ và tham quan đang ngạo nghễ phè phỡn khoe tài sản đất đai đoạt được với giá đền bù rẻ mạt thì rõ. Nếu hôm nay gia đình ai đó vẫn còn bình yên sống trên mảnh đất gầy dựng từ mồ hôi xương máu của mình, không có nghĩa là ngày mai, ngày kia hay ngày sau của con cháu họ không bị đạp đuổi, tước đoạt. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân chính là cú lừa gạt đáng tẩm nhất của bạo quyền chuyên chế. Trong suốt lịch sử dân tộc, chỉ thời đại này mọi người Việt Nam mới phải sống trong vòng vây lừa gạt bằng luật pháp. Bài này kết thúc mục điểm báo của TV Tuần San. Vũ Hà xin cảm ơn quý khán thính giả và hẹn gặp lại lần tới.